nếu nó có tạp hóa nè, hoặc là cái cửa hàng thời trang, hoặc là cái cửa hàng chúng ta bán buôn gì đó, nhưng mà nhiều khi nhân viên hoặc là bạn có bận việc phía sau, thì làm sao để chúng ta có thể biết được khách ở phía trước đi vào. Nhiều khi khách đi vào không thấy ai thì khách rất là bực mình và kêu hoài không nghe. Nhiều khi chúng ta phải kêu rất là kỳ, các bạn các bạn thử mà một lần ta đi tới một cửa hàng mà ta đang kêu ai đó mà không ai nghe thì rất là kỳ đúng không ạ. Và nhiều khi là chúng ta có kẻ xấu, kẻ gian nào đó lấy đồ nếu mà không thấy chúng ta đang canh cửa hàng đó. Như vậy thì đối với vấn đề như vậy thì hôm nay mình có một cái thiết bị giúp cho chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó, thì chúng ta hãy xem ngay bây giờ ha. Nếu bạn có cửa hàng hoặc là tạp hóa và cái nơi buôn bán nào đó mà chúng ta cửa lúc nào cũng luôn mở, nhưng đôi lúc chúng ta có việc bận đi phía sau, hoặc là nhân viên của bạn bận việc gì đó mà quên canh cửa hàng, hoặc là đang ngủ quên gì đó, thì cái việc như vậy rất nguy hiểm. Đối với vấn đề này thì chúng ta có một cái giải pháp, đó là gắn cái cảm biến hồng ngoại của khách. Khi chúng ta gắn vào như vậy thì khi khách đi vào hoặc là bất kỳ ai đó đi qua cái cửa chúng ta thì nó sẽ báo lên một cái tiếng báo khách, để chúng ta có thể biết được là có người đi vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cách lắp đặt và cũng như hướng dẫn sử dụng của cái thiết bị BRB03 hồng ngoại của khách đó như thế nào nha các bạn. Trước khi lắp đặt thì chúng ta có thể lựa chọn 3 vị trí như sau. Thứ nhất là vị trí này, và cuối cùng là vị trí bên tay trái và ở trên cùng. Thì 3 vị trí này các bạn có thể lựa chọn phù hợp theo cái khu vực của mình nhé. Đây là nguồn sản phẩm của nó nha các bạn. Thì như các bạn thấy là cái thiết bị này nó phía sau nó là chúng ta có thể gắn pin nè ha, gắn pin, và nó kèm theo chúng ta một miếng dán. Còn nếu bạn nào muốn khoan bắt thì chúng ta có thể khoan vào hai cái lỗ này, đúng không ạ? Khoan vào hai cái lỗ này để chúng ta bắt cách kê vào tường. Nhưng mà thì mình nghĩ là chúng ta dán được rồi, tại vì nó rất là chắc. Thứ hai nữa là nó nhẹ nha các bạn. Thì ở đây các bạn thấy bên trong nó có một cái tắc kê vít sẵn cho chúng ta nè. Đó các bạn thấy không? Thì chúng ta có thể sử dụng cái này để khoan. Rồi, đầu tiên để bắt thì chúng ta hãy gắn pin vào cho nó. Chúng ta sẽ cần đến 3 cục pin để gắn vào thiết bị này nha các bạn. Thì chúng pin loại này là pin 3A, thì các bạn có thể mua ở bất kỳ cái tiệm tạp hóa hoặc Bách Hóa Xanh thế động nào cũng được ha. Đầu mà dẹp như thế này chúng ta gắn qua bên cái lò xo như thế này ha các bạn. Gắn cho mình ha. Đó. Rồi, sau đó chúng ta đóng nắp lại. Sau khi gắn pin thì các bạn hãy quay lên cái mặt phía trên này. Thì ở đây nó có cái cổng là cái cổng gắn nguồn 5V này các bạn thấy không. Thì cái này trường hợp các bạn nào mà không muốn sử dụng pin mà chúng ta muốn gắn cái cục nguồn vô xài luôn á, là không cần phải thay pin á, thì chúng ta có thể mua cục sạc giống như cục sạc của mấy cái điện thoại Android, Samsung nữa. Thì chúng ta mua cái cắm vào là được ha. Rồi thứ hai là cái cổng on off. Thì khi gắn pin vào thì chúng ta hãy bật lên. Đó, thì chúng ta hãy gạt nó qua bên cái nút on các bạn. Đó. Thì ở đây là rồi bây giờ mình tạm thời mình tắt đi ha. Rồi ở đây thì nó có cái nút là cái hình cái sóng nè. Đây là cái chỉnh âm lượng các bạn. Chúng ta có thể chỉnh âm lượng lớn nhỏ của nó. Rồi tiếp theo là cái chỗ chỉnh nhạc. Thì chúng ta có thể đổi vị trí nha, cái nhạc của nó nha các bạn. Đây nè. Thì ngoài chỉnh nhạc ra thì bên đây nó có cái 3 chế độ. Chế độ là Voice và Alarm Music. Voice có nghĩa là âm thanh nó có kèm theo giọng nói. Thì nó vừa báo tiếng chuông thôi, nó nói gì đó. Nó nói này là theo mặc định các bạn, chứ không phải âm thanh mà chúng ta ghi âm nha. Âm thanh này âm thanh nói mặc định, ví dụ như mình vừa các bạn nó nói tiếng Hoa các bạn. Đó thì đây là gọi cái dạng là âm thanh voice. Còn âm thanh báo động là âm thanh báo động là khi đi nghe nó hú theo kiểu tiếng báo động các bạn. Rồi thì bên cái phần music, tiếp tục là bên phần music thì chúng ta cứ gạt qua cái nút bên gạt nút này qua bên phần music thì nó sẽ có cái âm thanh nhạc thôi chứ không có tiếng nói. Các bạn thấy không? Nó chỉ phát âm thanh thôi chứ không có kèm theo tiếng nói. Đó, các bạn thấy không? Thì đây là cái chỗ cài đặt cái chế độ của nó, Voice Alarm Music. Chế độ voice là nó gợp âm nhạc và nó kèm theo tiếng nói của nó, thì chúng ta có thể chỉnh tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Thái Lan gì đó.
Rồi cái tiếng alarm ở đây là nó sẽ hú cái tiếng báo động thôi, nó không hú nhạc gì cả. Và cái cuối cùng là cái phần music thì nó chỉ phát nhạc thôi, chứ không có giọng nói gì hết nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn đã gắn pin nè, hoặc chúng ta cắm nguồn vào, chúng ta đã chuẩn bị sẵn ổ cắm điện, chúng ta xài nguồn và hoặc là chúng ta gắn pin, thì chúng ta có chỉnh cái âm nhạc, thì âm lượng kiểu gì đó, chúng ta chỉnh hết luôn. Sau đó chúng ta hãy dán keo vào, dán keo vào đây, và sau đó chúng ta hãy đem lên dán, dán lên các bạn. Thì ba vị trí dán vừa rồi mình cũng đã cho các bạn xem á, thì chúng ta cứ dán lên thôi ha. Rồi thì đây là cái cảm biến, bây giờ mình sẽ lột keo ra nha các bạn. Đó. Thì sau khi mình lột keo ra xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp. Lắp lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp cảm biến này ở vị trí trên đầu cửa nha các bạn. Thì mình cũng đã chuẩn bị một cái thang, tại vì cửa mình cũng khá là cao. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ịn vào. Đơn giản vậy thôi. Thì cửa các bạn nhiều của mình đó, nó bị vướng cái chỗ là cái hộp nhôm ở đây là nó không có vừa để dán, nên mình phải dán cao. Còn nhiều các bạn thì các bạn cứ gắn thấp tùy các bạn á, miễn sao đừng vướng cái cửa là được. Rồi như vậy là xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho một bạn đi ngang thử ha các bạn. Thiết bị này thì cái khoảng cách của nó là tầm 2-3 mét tùy cái độ nhạy, thì 2 mét đổ lại thì nó nhạy nhất nha các bạn. Thì cái này các bạn lắp xung quanh cái cửa thì mình nghĩ là không cần xa lắm đâu ha. Những cái hồng ngoại nào báo động hay gì đó thì mới cần xa thôi, thì lúc đó là chúng ta phải mua cái hồng ngoại mà chuyên báo động. Còn hồng ngoại mà chuyên báo khách và báo động tại vị trí cửa thôi á, thì đây là cái hồng ngoại lựa chọn tốt nhất. Tại vì các bạn nghĩ nếu mà ta gắn cái hồng ngoại báo động mà cái vùng đó, cái vùng phát nó rất là rộng thì nó sẽ rất là dễ báo động giả, tại vì ai đi ngoài cái cửa người ta nó cũng báo nữa, chỉ ai đi ngang qua cái cửa hoặc là cái vật gì đi ngang qua cửa thì nó mới báo thôi. Thì đây là cái cảm biến mà nó giới hạn được cái tầm nhìn, và thấy nó rất là dẹp đúng không ạ. Các bạn nhiều các bạn thấy là cái hồng ngoại ở ngoài kia là có nhiều loại rất bự thì đó là chuyên cho báo động, mà nếu người ta gắn cho báo khách á thì là ai đi ngoài đường hoặc là cái gì nó cũng báo được hết, thì lúc đó nó sẽ báo ảo nhiều hơn. Và người ta gắn báo gắn cái hồng ngoại mà nó hẹp như này, gắn ngay đúng cái vị trí xuống cửa thôi, thì nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được báo động giả các bạn. Hạn chế thôi nha, nếu mà cái vật con vật con mèo gì đó nó cũng sẽ đi ngang, tại vì hầu hết những cái hồng ngoại nào một tia thì đều báo tất cả những cái vật gì đó có sinh ra nhiệt độ và di chuyển ha. Âm lượng thì từ âm lượng phát ra nhạc của này thì nó tầm là 110 decibel đổ lại các bạn. Thiết bị này thì hiện tại là hầu hết cái cửa hàng đang bán với cái model là BRB03, thì các bạn có thể tìm kiếm trên mạng hoặc là liên hệ với bên mình, bệnh mình có thể tư vấn cái loại này, và các bạn có thể chụp cái cửa các bạn á, mình có thể tư vấn việc đi lắp đặt cho nó dễ hơn. Thiết bị này thì hiện tại đang bảo hành là 12 tháng, các bạn có thể yên tâm sử dụng với độ bền của nó các bạn, tại vì trong vòng 12 tháng hư hỏng gì các bạn có thể được bảo hành đổi trả như thế nào đó. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho tất cả các bạn rồi. Thì các bạn có thể thấy là khi một bạn đi vào cái cửa đó thì nó phát ra cái tiếng âm thanh báo đi đơn hay là cái tiếng báo gì đó mà chúng ta đã chọn từ trước, hoặc là chúng ta có thể chọn âm thanh báo động hết các bạn. Đó. Thì video đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn vào những cái video tiếp theo. Và các bạn mong muốn mình review hoặc là có vấn đề đó các bạn cứ bình luận bên dưới, thì mình sẽ làm những video tiếp theo để chúng ta có thể biết được cái giải pháp cho vấn đề của bạn ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn vào những video tiếp theo.